Ngày lại xin chào toàn thể anh em. Tiếp tục trong cái video ngày hôm nay giới thiệu đến tất cả anh em, đặc biệt là anh em mà trẻ tuổi chơi ở cái mức độ vừa phải, cái tầm tiền về một chiếc lá, thì giới thiệu tất cả anh em cái mẫu lá giá rẻ dành cho tất cả anh em chơi, dành cho các bạn trẻ chơi. Đó là cái mẫu lá này là gọi là bên shop gọi là mẫu lá 01 nhá. Anh em mua thì anh em gọi là mẫu 01. Mẫu 01 này được phân khúc gọi 01 bởi vì nó sẽ đi theo bảng giá từ thấp đến cao. Thì cái mẫu này là giá là thấp nhất, giá là 130.000. Anh em mua thì anh em liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại này. Có một số duy nhất để ở cái mẫu lá và ở cái video này, thì anh em điện số này để được tư vấn hỗ trợ mua hàng, đặt hàng. Phương thức giao dịch thì rất đơn giản, anh em mua thì gọi điện trực tiếp và cho địa chỉ. Bên shop sẽ gửi hàng trực tiếp đến tận nơi mà anh em muốn nhận. Giá 130 là đã bao gồm cước phí rồi. Và được tặng kèm thêm một dây như này nữa. Đây là chi tiết về cái lá này, anh em quan sát kỹ trước khi quyết định có mua hay không. Cái này bằng thép anh em nhé. Đây là khoảng cách tay cầm chả của nó này. Còn đây là cái đã lắp rồi thì nó như thế này. Thì mẫu này mấy ngày gần đây bên shop bán được rất là nhiều, vì giá cả rất hợp lý anh em. Chơi nó là một cái đồ chơi phổ thông 130 mà lại được tặng kèm cả cái dây này nữa cho anh em, và bao gồm cước phí rồi. Mỗi ngày shop gửi đi cái mẫu này khá nhiều, hiện thì chỉ còn một số ít nữa thôi. Nhưng mà tất cả anh em yên tâm, mai ngày kia hàng về rất nhiều. Hàng về thì shop sẽ tiếp tục quảng cáo đến tất cả anh em có nhu cầu mua, anh em trên YouTube hoặc anh em trên Facebook mà cập nhật được thông tin muốn mua thì xin nhắc lại là hãy alo trực tiếp cho đơn vị kinh doanh của chúng tôi. Bây giờ thì tôi sẽ đăng tải cái video cho cái mẫu lá giá rẻ 130k bao cước này. Thế rất là mong tất cả anh em mua ủng hộ cho cái sản phẩm này.